Ba, làm cái gì á? Cá. Gì? Go away. Stay still. Nó còn không có gì mà đợi. Vô luôn. Happy Saturday. Mày là có lẩu tiếp đi. Đây, để mình ngồi. Anh rồi. Mập cắt mốt cái này ra thằng thí văn nữa rồi. Mốt cắt cái này thí văn rồi. Nóng dữ lắm. Anh thấy không có chiều này cắt hoài. Hết rượu hả? Scared of food. Hey, mom, are you sure? Octopus. 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 Để cho ông mom ngồi. Mom, mom. No, không ở đâu. Yummy. Ice cream. Candy. Cái nào lấy đi? Scallop. Scallop. And stream. And wings. Ai cho ăn gì đây, nhảy rồi. Mình bánh dưới. Round we. Octopus, scallop. Look at that beautiful scallop. And octopus, and shrimp. Ông nói. À? Chào cả nhà. Xin chào. Nhưng mà có muốn không? Dạ. Hả? Dạ. Em đi xa đây. Dạ. Em đi xa đây. Mời các anh em chiến hữu. Đây đây. Đây. Đây là chính phim cho con ngăn ổn cục hồi đây. Không mời ai, không chào bạn hả Khai Đà? Hello các bạn. Hôm nay có mình có Khai Đà nè. Uống đi. Ba uống người và uống thì mình Khai Đà nè. Đang nghỉ mà. Khá là nghỉ. Đang nghỉ mai nghỉ luôn. Uống cho bớt sốt qua. Nặng tiếng quá. Chơi với ai? Bỏ vô đi con, bỏ vô đi Khai Đà. Bỏ vô đi. Lột. Dạ. Lột. Ồ, sợ lá ngay. Không. Uống hết trên này thôi. Tôm, tôm, tôm. Scallop. Scallop. No, scallop, ten. Một thơ nên hết mà hết chứ. Scallop bỏ cái chảo quá ngon hơn hả? Đấy. Ở nơi làm bơ á. Korean barbecue is better. Đừng đẩy giỡn. Đẩy bay hơn. Mở thêm lên. Thấy thằng trong ba cái gì? Mực cơm. Mực tơi. Mực tơi. Mực tơi. Mực tơi thì bỏ mực quên trong lọ đi kìa sao đây. Mực tơi chín rồi á. Mực tơi chín rồi. Mực tơi hả? Ờ, ngon. Không nói. Bỏ đây mực mực. Mực mau chín hả? Chưa. Con thấy chừng nào mà nó không còn một quay nữa. Chấm được rồi. Chấm thẳng thẳng. Dạ, khi nào mà nó sơ còn lại nó giống như là cái con nó đốt thì nó chín rồi. Nó y như con bu của con là chín rồi. Yeah. Nó săn lại giống như con bu của mày vậy đó. Còn cái bún mực kia cái bát bảy nè, thật sự nó luôn. Big one. Mở vô luôn đi.
Mực như nó mày hửi mày gì vậy? Thôi vô đi. Vô từ từ. Nó nhiều lắm rồi, con bỏ không kịp đắt nó nấy á, nó thành con bú mày luôn á. Lấy cái số hai nhiều. Nhiều quá nó dở. Này quay đi thăm blue. Quay xem blue. Nó bị xích. À. Thẳng. Thẳng còn mình cá kìa nó. Đúng là mồi đó mà. Bước vào. Bước vô. Thôi rồi. Cái này nó ẩu không chứ thích luôn cái tưởng còn nóng nha nhỉ, mới đây mà nguội lại đâu. Snow lẩu hả đời nha. Snow này đổ vào miếng gót tôm đổ nước con mười mấy em đã mình để đậu quá. New York từ tháng 10 tới bây giờ mà bị liên tục luôn. Ừ. Là nay storm bão lên. Không, từ tới mình cũng chưa bị lô. Bị lô nhưng mà không tiếc cũng không. Nó không bị lô, nó cũng còn 3-4 độ. Cắt đấy. Mình cắt được chưa? Được rồi. Đó, dễ tính rồi. Nó hồng hồng tính rồi. Ăn mực mà hai ông cháu mà cho ăn gà không xong rồi. Thôi hả? Con hả? Ba không? Tôm hả? Tôm mới chín hả? Thư à? Hả? Ờ quên cả bên kia nữa kìa. Mày về ăn đi gì vậy? Đúng rồi, đúng rồi, sao bên đâu? Đúng, sao hả? Cái đầu này. Hả? Đầu này có chị ăn. Dạ, bỏ đi. Nè, ăn đi nè. Thôi, em. Mua nữa. Nay ăn cho mà ăn đồ mát một bữa đi. Gì á? Dăng. Nóng hả? Dăng. Nóng hả? Dăng. Dăng. Đụng dăng mày đó. Ngủ chảo cải này mau chín lắm, ăn như bỏ nhiều rồi. Hay quá, còn nào còn hay. Hôm sáu rồi, hôm qua rồi. Này mau chín rồi, ăn đồ mát đi, hôm nay ăn đồ nóng quá. Nổ mồm không? Ừ. Lỡ mồm nữa. Lỡ bên trong nó vừa. Ghét. Chấm không? Mà hơi spicy á. Cái cải nhãn sống được là mướt. Bây giờ scallop. Cái này gì hả? Scallop. Dạ, scallop chín rồi. Hơi cay. Là gỗ kho nó ngoại được không? Hơi cay á. Không. Không biết số phone ông ngoại đâu. Con không có quay bờ đâu. Ngồi á. Đợi nửa tiếng á. Ngồi á. Ngắp bỏ vô chén đi. Cũng hai bên luôn. Đúng á. Again. Không cua này ra hết luôn, cua lỗ vậy ta. Mọi người bay mồi. Mình cũng bệnh mà giấu. Bệnh mà giấu. Bệnh mà giấu. Nên màu lên như vậy đó. Cái heo. Có cái kèo thái vô nó bay. Ngộn lên tưng rồi ha. Đang lẩu seafood kìa, thì giữ vào lẩu cá nữa. Có mấy con, một hai con lươn đồng để vô vào. Cài lắm á. Không cài. Gà nữa hả? Bà chú không bà hả? Không, từ chối. Biết rồi, biết ngay hả? Đâu rồi, đâu rồi hả? Biết ngay. Sáng tư đó trả rưỡi à. Bà... cái nói qua nữa. Hả? Lúc mà anh đuổi ba cái tiếp sơ sơ á, kêu ra thấy khỏe rưỡi em anh sơ sơ. Lúc đó tao phải kéo vô tao làm liền. Vô làm liền á. Ờ, rồi con thấy ông nhìn mà. Ừ, mình sơ sối rồi á. Trời này, xuất tiết là bệnh rồi phải rồi. Không có anh xuất tiết. Anh ủi sơ sơ. Bà không thấy ổng ra mình sơ sói à. Bà thấy tỉnh rủi mình sơ sói vậy, giờ ủi. Xuống lại vậy? Biết. Gà ta nuôi tôi biết. Gà ta nuôi sát rồi tôi biết chỗ. Biển vắng ngõ, biển vắng quấn. Ổng phải sẽ trâu đạ. Ờ, bạn trâu đạ. Trâu đạ chứ, sát trâu đạ. Chắc từng gọi chắc là mơ kêu đấy vậy. Ai biết đâu. Nó mẹ không gọi bác ba.
chở bác ba đi được rồi. Ủa? Bác ba đâu? Mà ba dậu với ông nội. Rồi ai chở qua, rồi ai chở đi. Vớt xuống rồi gác nó lên. Đây. Đưa ông nội kìa. Please leave your message. Ông nắng đó là gì làm? Không, đọc rồi. Đó. Em cũng thử lên rồi. Chở hồi hỏi. Alo. Chó đù, làm gì cưng? Làm ra nhà chứ làm gì đâu. Bà ông nội làm mẹ trai không? Đi. Đi hả? Ok, em để xíu động đây, em chạy qua đó. Ok. Ok, rồi bà. Ở đi đâu? Ở đó, hai con. Bỏ rồi con còn. Cái chính của nó dở lắm. Ừ. Nè, cao lắm nè, đồ mới đây. Ôi, nãy bỏ quên chết mẹ, quên, bỏ cho tan ngoài, rồi. Quên rồi. Chìm đi. Nè, con này thắng. Chìm đây nè, cao lắm nè. Dưa thời gian mà. Nè, con rớt rồi mới rồi. Bà để lâu quá nó tay hôm nay như bu quân khai là mẹ hết chém được đúng rồi, mất tiêu rồi ngoài. Từ lớp tôi bỏ là miếng bóp thôi. À đây, đây. Không biết phải không mà phụ thuộc. Nó đó, scar lắm. Ừ. Ủa, riết teo nhắc luôn á. Riết teo là đâu ngon đâu. Không khỏe, đâu có uống rượu. Ở bên nhà chú ba chú đâu vậy? Để chú đi chợ ghé chợ về ghé thăm ba chút xíu. Dạ. Cái mặt tôi. Tôi có chén lấy đồ hóa tộc. Không thấy chú ba khóc điện tụ. Đi chú. À phải không? Dạ. Chú nhà ba chú. Chú nhà ba. Làm chai bia cho má mà. Được rồi, để chú mời cho chú đi. Dạ. Chú ăn không được. Dạ. Để chú làm chai bia cho nó tiêu ăn á. Dùng gì đừng dùng không? Còn xiêm qua chạy, thứ bảy chạy qua chơi thằng chơi qua. Anh Tám lên lên đón ngon chứ, mập lên đón về chứ. Đã, hôm nay con cũng mấy mà xe đâu không chạy. Con về đây con nhậu con bỏ xe đây nữa. À, rồi giờ mất công chạy xe nữa. Anh Tám lên đón nát giận thì làm về đón con về. Giờ thứ bảy nào con cũng chạy vòng vòng hết chứ. Dạ. Cảm ơn. Dạ con xin chào. Khỏe hả? Dạ. Em thì lúc nào cũng khỏe. Ủa anh Sáu vậy có ghé thăm chú chưa? Rồi rồi ghé rồi. Chơi bữa thứ mấy? Ghé bữa trước khi chạy qua con thăm ba má. Ờ. Xong bữa thứ tư. Thứ tư. Ờ đúng rồi. Ờ đúng rồi. Qua qua đời. Clear qua đời. Clear qua đời. Clear qua đời. Người ta không vậy còn mình Minnesota không nói chứ mày câu kệ mày cái bữa kia là DND gửi thơ về email. Gửi email mời qua câu. Nó cần người tới đó để cho nó có money có ăn không á, có ăn không nhiều khách ăn được có nhiều khách mà thường đa số ta khen mình nhiều một mùa nó không biết lấy biết bao nhiêu tiền mà nó thì nhờ tiền đó không, không dân nó chưa tới 1 triệu dân có như 890 hay nhiêu vô lượng hợp hẳn vô không phải ăn cái đấy giờ hết nãy giờ chỉ mà khô. Trời, con đó mà nó bự đâu có thương cái chim rồi thấy không? Đồng mẹ, mang con này vô đi. Chim chứ gặp mà nước củi ha. Nước bếp thả. Tụi con chế xài cát hòa lọc ha. Dạ. Tao đòi hổ rồi, mình mai bắn cái bọt lạnh qua đây, mình thấy con này. Mai bốn gì chứ mà không, chú bọt mà không lạnh mình qua đây, con này á. Cái dâu lắm con. Vĩnh dễ, Vĩnh Đồng, chứ muôn đời tới con chết, con không biết con này luôn. Có lẽ, từ nó tới trời. Mua đỡ chết liền. Ở đâu? Ở chợ hả? Chợ dân Việt Nam mà dân nông thôn mà mua đổi con cá sặc nó có chờ liền. Giống đổi nhất. Không có hồng có cũng như là nó như thịt bò vậy nó dựng nào cũng có trong có bán đại sản luôn đi ngang thấy qua mà. Thấy. Đâu thì có đi ngang thì ai cũng thấy á. Từ đó thấy hết á. Chứ giờ nguyên tới giờ Vĩnh Đông mình giờ chứ bộ. Cũng như bữa trời này không ai. Ở dân Việt Nam thì có lo. Nó ở Việt Nam làm gì có bên cạnh có luôn ngang đại lý nó đầy luôn đó. Mình đi ngang mình thấy nó để nó mùa hè nhiều quá nghe tới nó ông về để chú để con dẹp cho nghe nói ông về đừng nói ông ở lại chơi chút xíu nữa nói ông về sao ông về không thôi chú Bọt đem đồ gì cho thím á món mà từ sau ông qua đi chú Bọt thứ bảy qua đi ông nói thứ bảy nào cũng qua đi. Người nào muốn đưa chú Bọc ra về làm được đứa tốt.
về chết đi. Dạ, chú Mộc về. Dạ, dạ chú Mộc về chứ. Dạ. Ba vô ảnh cũng có hồn con miếng à. Nó nhớ là chú Mộc trong đó. Sảo, 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 sảo. Này đưa mình chú vô mà. Chú Mộc. Có vụ, có vụ, có vụ. Chú Mộc ơi. Hồn xuống là giảm 50% đó. Tôi không biết tại sao con trắng như con trộn phải trốn. Mà nó cũng cái đuôi. Bà nhỏ vậy. Con rắn với con chuột nó nhát đầu mà nó phải trốn. Mà nó trốn cái đuôi nó ghê hả? Ở chữ trống trống. Ê mày. Người ta đang trốn mày hỏi làm gì vậy mày thì cả đời này. Người ta đang trốn. Người ta đang trốn. Người ta đang trốn con mèo. Nó kêu tao tao mới ra. Nó không rước là còn lâu tao mới ra. Đúng là con cháu mới là không làm ông đứa đâu ra. Con cây, con kiếm cái cây kêu con sáu, kiếm cái cây á. Lượm cây chổi á chứ con sao có cây nước á. Con đậu rứt tới chạy ra. Ẩu ẩu. Đậu nữa. Ai vô mà con ra vậy á. Đó. Mà luôn cái đít. Đó không biết. Nó luôn. Vô mà luôn cái đít kìa kì vậy. Nó luôn luôn. Bà không cầm cây, bà không cầm cây cây ra dễ dàng. Lấy cây ra, lấy cây đi vỏ cây coi chui ra. Mình chui ra coi. Nó mà sập vô nó chạy ra cái gì đâu. Tốt mà. Ai vậy? Ai? Sao? Nó đi. Ai nằm đây? Ai vậy? Ai nằm đây? Cả đỡ lót luôn. Cả đỡ lót luôn. Ai? Hello. Trời đất ơi, hôm nay chơi lớn rồi. Nay chơi lớn tự nhiên dạo về phóng. Ba không có tiền banh nữa đâu sao? Ba không có tiền banh nữa. Mê, ông phóng còn lại còn hơn tên lửa nữa. Thôi cái đẹp chứ sao nào mà lúa cái đất này. Cái gì cái? Để về. Chú ngập rồi. Ủa, sao la mới vô chứ không phải. Mình vợ tôi đâu mình cũng chạy vậy. À, còn tóc lại đi. Nó kêu sao còn tóc lại đi. Ai chú? Kêu nó sao còn tóc lại đi. Ai chú? Tóc ta đẹp rồi còn gì? Bù xù. Trời ơi, kể đó. Ai chú? Những sao chú? Làm gì quấn xuống cái bờ xuống dưới đây một cái đẹp dữ vậy em. Anh ơi, tóc anh vậy. Anh ở sao thấy đâu. Bây giờ bom nổ vậy phải tránh mẹ trước nè. Chú. Ba cho cha con mày trốn sao? Cha con mày trốn cho mày đây mày trốn nào nữa? Mày trốn đâu? Mày trốn mày chưa? Mày trốn mày lót cái lưng mày lên. Tao giả bệnh đâu mày nữa. Ghê hả? Ghê chưa con? Ok. Phê. Ê, mới mày làm tụi mày trốn ghê vậy? Cái thằng mập này, mày trốn đường nào? Trời. Cô trốn đâu kìa? Cô Năm trốn đâu? Cô Năm nó làm như là nói với ba nó sợ dữ lắm. Sao sợ? Mà anh Tùng mới nhỏ bao anh trốn được cha con trốn chỗ nào? Làm ơi, vậy làm sao trốn giữa? Cô Năm tới rồi, cô Năm. Mia vô kìa. Mia vô kìa. Dịch kìa đâu. Cái này ao gì à? Cái nào qua đây con? Ta chiều giờ ta ăn khối rồi nó bảo rồi nhỏ xuống dưới. Thắng luôn. Thank you. Nãy giờ cảm ơn hơi buồn đó. Kệ nó kệ Thảo không phải. Mở mua cái kia nó chị bảy này không được. Dạ. Để bắt mà chết luôn á. Ủa? Ủa bà Sáu Tây Ninh đâu vậy? Chưa. Ở dưới tổng thống rồi. Hèn gì để chồng ăn đây thôi, chui với thằng chui nãy giờ đó. Ăn cái gì không biết nữa. Muối yêu. Là muốn ăn cái này. Hơi ngon đó, cá hơi ngon đấy. Cái gì? Cái đây cooking you film. Cái Ủa, hấp dẫn nha bà kia. Dầm me da rồi ai lên ăn với cái gì mới được. Ừ rồi. Ừ rồi bà kia. Ừ rồi chùa hả? Chưa dầm me. Có me đâu. Cá gì ba? Đâu, bà đi. Cá gì ba? À, cá... Yellow Jack. Mà cái chim Roget là cái chim I don't know it is man. Dặn lại nhà vô rồi. Này bữa nào bắt cái quạt này hút từ mập. Hút khấu lên nó. Nướng thịt trong nhà luôn im. Phải gỡ cái đèn này nha. Ờ, cái tháo đèn đó nha. Có cái ống gì là...
chỗ ăn của Hàn Quốc á. Đúng rồi, có Kim Tử Long vậy đó, mà nó mà phải chịu gỡ đèn ra hút ăn chắn lại thôi. Quá được quá. Chịu ăn không? Phải chịu bà đó, ừ mới được. Đúng có pha pha á. Bây giờ anh tôi không sợ, tôi sợ mình ba thôi à. Toàn một chuyện chứ, nó chưa chính nó bỏ lại rồi, hiểu rồi. Thả nó xuống, trời ơi. Đâu có ẩu mày. Ẩu nữa. Từ từ chín nè, ăn cười, nó ăn. Cảo ổn. Toàn ở dưới hạ chứ anh. Ê, còn mấy con nữa rồi. Chúc mừng tụi mấy. Chú bà không làm cha nào chứ vậy? Khiếp. Chiều quá chú mệt quá. Mệt ông vô tình. Ông vô tình. Ông đi chợ mà ông ghé. Hít thở lên cân. Ờ, ông vô tạo mà ông lên cân. Mà tuột á. Mà tuột á, Mỹ. À, nó vô. Rồi. 23 tháng này bác ba về Việt Nam hẹn mình của Cần Giờ hả? Cần Giờ, Cần Giờ, Cần Giờ. Dạ. Ờ. Không, không giao mất tiêu à. Dạ hả? Chạy tướng buồn luôn hả? Mình không Mỹ cho không đụng dân mất tiêu à. Mình vậy đó vậy. Ô, vẫn còn còn cái lẩu à. Nè yếu, nè nấu hơi nè. Nè lớp rồi ba. Nè lớp nè. Nè nay lẩu nấu hơi sai nha, nước hơi nhiều à. Mình vô không có làm cũng này rướt rướt rướt. Thứ hai ta khổ dở đi làm. Sò đẹp á. Sò đẹp á. Đuôi sò đẹp. Đuôi sò đẹp á. Cá lớp á, con sò đẹp á. Quá giờ nóng rồi ngon rồi. Miếng đó, miếng đó. Ăn miếng sò đẹp á nha. Yeah, see. Giúp mấy đẹp. Là Trần Văn Tùng. Perfect. Ở Mỹ. Mình ăn sò đẹp, ở Mỹ không cảm ơn. Nè, con này con nổi lên đầu luôn rồi kìa. Gấp luôn, gấp luôn. Rồi cái này cắm sao, cắm sao hả? Cắm sao. Chọt mày luôn. Lắm. 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 Bỏ chén. Lắm. Đây như tập hợp thì ăn tàu hổ rồi. Ông nói nha, mình bây giờ là ai với là chùa, chứ không ai với là Phật nữa. Đúng không? 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 Mà cả nhà tôm con tép ba Mỹ nó vậy đó. Tôm dưới sông. Tôm dưới sông. Tôm lông dưới tôm sông. Tôm tôm lông trong lẩu. Tôm trong lẩu rồi. Tôm dưới sông. Ok không? Ok. Lắm. Lắm. Mà cả nhà. Tốt. Lắm không? Lắm. Lắm đâu, trời phải nắm đâu chứ ăn bao bao bao. Lắm. Đâu. À cái này nó nó về cái nhà. Đại đống đại đống. Đại không. Ok. Nó đống đá đầy đủ. Sao gò heo nấu lá giang. Ba ta biết. Mập ha.